thì hôm nay là ngày 26. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 niên Nhâm Dần. Và Thành Hậu có phóng sanh tất cả những loại chim cò. Nhưng đầu tiên thì Thành Hậu xin đọc ra danh sách, tức là cái lúc mình thả cá buổi trước đó đã còn dư lại, thì Thành Hậu xin đọc lại một lần nữa tên của tất cả những cô bác bà con mạnh thường quân để đóng góp vào chương trình phóng sanh. Cô hai Nguyệt 1 triệu, Nguyễn Văn Bình ấp đất mới 2 triệu, Sang Dương chuyển dùm, chị Thúy hay Thủy vậy đó là 1 triệu, Trịnh Thị Yến Phương, Phương hay Phượng thì đó là 300 ngàn. Thứ năm là Diễm phóng sanh 1 triệu. Thứ sáu là Nguyễn Thị Đẹp 2 triệu. Thứ bảy là Mỹ Duyên 1 triệu. Và thứ tám là Đẹp 1 triệu. Thứ chín là Trương Hồng Quang, pháp danh là Minh Trí 500 ngàn. Thứ mười là cô Kim Pha 2 triệu. 11 là Lê Thị Phi Nga 1 triệu, đó là hết. 12 là Sang Dương ở Tân Châu 3 triệu. 13 là Nguyễn Kim Diệu 2 triệu. 14 là Đồng Đạo ở Vĩnh Hanh gửi 2 lần, mỗi lần 2 triệu là 4 triệu. 15 là Hiếu 1 triệu đã làm xong. Và 16 là Mỹ Chân là 4 triệu 6. 17 là Cô Liên 1 triệu. 18 là Thúy Loan 200 ngàn. 19 là chị Chụp 200 ngàn. 20 là chị Phương 200 ngàn. 21 là chị Đan 400 ngàn. 22 là Hương Linh Trần Thị Hồng Hoa là 1 triệu. 23 là Thanh 1 triệu hồi hướng cho cha mẹ vợ và cha mẹ ruột. 24 là Thanh nữa, gửi 1 triệu nữa hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và 25 là Nguyễn Văn Sản hay Sang gì đó, là gửi 3 lần ngày 27 tháng 5 500 ngàn, và ngày 10 tháng 6 200 ngàn, ngày 20 tháng 6 là 200 ngàn. 26 là Võ Thị Mộng Thu 1 triệu. 27 là Nguyễn Thị Bảo Xuyên 500 ngàn. 28 là Võ Thanh Sơn 1 triệu. 29 là Võ Ngọc Giàu 200 ngàn. 30 Hương Linh Nguyễn Thị Hai còn 7 triệu 800 ngàn, đó là hết. 31 là Nguyễn Thị Thúy An 200 ngàn. 32 là Trần Thị Ẻn 300 ngàn. 33 là Dương Thị Sương 1 triệu. Tổng cộng 33 vị mạnh thường quân là 44 triệu 300 ngàn. Rồi thì chiến rồi anh em, ba anh em đó gom lại, tức là mỗi một vị như vậy đó là hùng vô là 19 triệu 260 ngàn. Như vậy là còn lại tại tổng thu đó là 42 triệu 800 ngàn. Ba anh em hùng lại mỗi một người là 19 triệu 260 ngàn. Vậy thì Thành Hậu, bên Thành Hậu còn lại là 23 triệu 540 ngàn, đó là còn dư lại để tiền phóng sanh chuyến rồi, tại vì cá hơi ít. Và tiếp theo là đây là danh sách mới mà quý vị mình đã gửi cho Thành Hậu, thì Thành Hậu xin đọc luôn. Nguyễn Thị Dân 500 ngàn, và cô gái ở Đài Loan là 1 triệu, gửi cho chú Tư Hoàng, chú Tư Hoàng đã gửi cho Thành Hậu đó. Thứ ba là cô Thình gửi 10 triệu phóng sanh. Kim Liên và Nhã Quyên là 3 triệu. Thứ năm là Thiên Long Hào và Thiên Long Tịnh là 9 triệu 520 ngàn. Thì để hồi hướng cái phước duyên này cho hai em nó được luôn luôn được thân tâm an lạc và có một trí tuệ để tu hành. Và thứ sáu là bên anh Tuấn Dũng gửi cho Thành Hậu là 5 triệu với đó là mạnh thường quân là của chị Vân. Thứ bảy là Võ Thanh Sơn ở số 8 là 2 triệu. Vậy là 31 triệu 020 ngàn. Vậy là cộng với chuyến rồi là đợt trước đó là 23 triệu 540 ngàn, cộng với đợt sau này là 31 triệu 020 ngàn. Vậy là tổng cộng là 54 triệu 560 ngàn.
Dạ thì Thành Hậu đi ra ngoài Long An vừa qua đặng mua tất cả những chú chim cò, bồ câu vân vân là 36 triệu 900 ngàn. Dạ thì còn dư lại là 17 triệu 660 ngàn, thì Thành Hậu sẽ tiếp tục để phóng sanh, để hồi hướng phước báo công đức cho tất cả những vị mạnh thường quân. Dạ vậy thì một lần nữa thì đứng trước nơi rất là linh thiêng, nơi khu vực ở tại núi Ngũ Hồ Sơn, thì nhờ ơn Đức Phật từ bi cùng các đấng trong quan chư vị gia trì hộ độ cho tất cả cô bác bà con mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm luôn luôn được bình an sức khỏe, và nguyện đem công đức lành này để gửi đến hồi hướng cho cửu quyền thất tổ toàn thể chư quý vị mạnh thường quân được phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và nguyện đem công đức lành để hồi hướng trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới, âm được siêu, dương được thới, và đất nước Việt Nam cùng 5 châu thế giới được mưa thuận gió hòa, và nhà nhà được an cư lạc nghiệp, dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Và xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe. Và đến đây Thành Hậu xin dứt lời. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và quý vị cũng nhớ bấm kênh đăng ký để thành học cư sĩ, để có thành học có một cái tinh thần để làm cho tất cả những công việc thiện nguyện của mình ha. Rồi xin thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay tiếp tục thì thành hậu trở về nơi khu vực chợ những cái bán chim cò và tất cả những cái động vật hoang dã, và để tiếp tục phóng sanh. Trước rồi thì thành hậu phóng sanh cá nhưng mà còn dư tiền lại, và một số của bác bà con cũng mới gửi đây, thì thành hậu hôm nay thay lời cho tất cả những cô bác bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước để muốn cầu an cầu siêu và hồi hướng công đức cho gia đình của mình, thì thành hậu sẽ thay mặt cho quý vị sẽ đi đến đây để mua tất cả những loại chim cò để về phóng sanh, để trả cho chúng về thế giới tự do, được luôn luôn lúc nào cũng được an lạc tất cả chúng sanh. Thì thành hậu sẽ nguyện đem công đức này để hồi hướng cho tất cả những vị mạnh thường quân trong và ngoài nước và các vị nhà hảo tâm, được cứu gia đình luôn luôn được bình an, và luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe và tinh tấn trên con đường tu thân hành thiện. Để thành hậu mời toàn thể quý vị vào bên trong để chúng ta tiếp tục vào chim toàn. Toàn chuyên bán những cái loại động vật cũng như chim cò rồi rắn. Rất nhiều. Đây những chú này chú sáo rồi, con này nó chích gì đây, chú này chú chích đây, chú này chắc đói lắm rồi này, quá đói rồi. Con sáu mà sao có con gì vậy? Tám. Sao đá? Tám là không chị? Mười. Tiếp theo là mình sẽ này mới đây nó bự hay là mấy con khác? Bữa hổm á. Ừ. Đó, nó bự rồi đó. Mới bữa hổm nay bự gì đó hả? Dạ. Mau dữ ta. Bữa nay nó bự gì là mình đâu có thèm thả nó ra hả? Sẽ anh đi hả? Dạ. Cái tay mất kia. Bay hả? Nó dạng dạng chứ nó dạng bay. Bay mắt luôn. Dạ. Đây mình tiếp theo mua những cái lồng của các chú này đếm cho chị. Thank you.
tu. Rồi chút xíu là sẽ cho ra hết. Con mấy ngàn? Con mấy ngàn? Cái này 400 ngàn ký, cái này 300. 400 ngàn ký hả? Con này sống nổi không ta? 79. Đâu để căng cái chùm này đi. Cái gì? Không có tiếng rồi. Nhiều người mua đi đến là mua để ta mần tại chỗ, hay hoặc là ta đem về để đãi cho những cái người khách, những cái loại chim cò này quý vị, thỏ rồi gà vịt vân vân đủ thứ hết. Trung Hoa sáu đây mấy chú sáu con. Thả trên núi, trên bờ, trên núi không à. Chảo ức vàng hả? Đít vàng. Còn con này, thằng này gì? Chành khuyên, được cặp luôn hả? Ủa, cái con này cũng được đấu máy nữa nè ba. Con đó con gì hả? Con nhiều, kiểu nhiều quá, nhiều tên quá. Ủa, con chuột đỡ nằm ra con. Ký chuột luôn anh. Con kim này gì? Con đó là con khách hả?
Rồi đi lên xe. Lên xe đi về núi nha. Mình sẽ tiếp tục để mua những chú sáo, bồ câu, tất cả những cái loại nào mà bị giam giữ rồi thì mấy ngàn, bán rẻ là bao nhiêu? Rồi rồi thua. Tại vì mình mua đây con rẻ rẻ mà, cái ngàn mắc quá. Dạ dạ. Rồi nhiêu có đủ tiền, đủ tiền không nha? Ơi coi đếm tiền cái đi. Không. Rồi, mấy chú này chú sáo này nữa. Có duyên thì thả các chú ra ha. Thôi mình lên núi mình thả mấy con này sợ nó không sống, mình cu đồ được. Chút kem của cái bọc của mình để cái con này. Hả? Để vô cái bọc của mình đó, cái bọc này nó ấy quá rồi. Cái bọc nó nhỏ quá nhỏ rồi. Rồi còn kêu 30 con, 40 con bồ câu luôn kìa. 30 con bồ câu. Con 40.000 của ông đó đó. Câu bạch bạch không à. Ừ. Mua giống này, con bồ câu bự lắm mà có 40.000 kìa. Muốn sao á, có quên. Mình muốn mua hết luôn. Tại ta mình đâu có tiền đâu, phải gửi như mình mua nhiêu. Cô banh ra đi. Ở đang còn chưa Năm? Kim với khu thể chung nhau được không? Nó lắng ngay kia dữ nghe. Trở về núi anh. Ờ, về núi. Cho nên mình đâu có mua rùa, mua ấy gì được. Núi rùa mình nó sao còn mời nhiều đó thôi. Này thôi về núi thì thôi. Dạ. Dạ. Có gì là đếm mấy con này thôi. Không? Câu gừng. Cứ thả mà anh đi không á, ta lại lụm rồi sao? Sáu rồi. Thả con ở đây em thả cho coi. Bảy rồi. Có tiền nhiều mới thả hết mấy chú được nha. Mấy chú này được thả. Dưới đây 3 là cái gì? 17 có gì gì cái như là vô mánh luôn rồi. Vậy mà xuất cho một bài đi.
đó là ba nuôi đào đậu đây luôn rồi, con nuôi mà. Đó cái đó là nó xảy ra nó bay vòng vòng đó nè. Nó tính mà tính đi. Câu. 704 đến đây bay. Rồi tiếp theo thì về núi ở đàng hoàng. À, đây mấy chú sẽ trở về sống cuộc đời tự do nha mấy chú ơi. Không có con này nấy rồi, con này con phụ con chứ mấy ngàn này rồi. Mấy ngàn thì ở đây nhiêu, còn kia nhiêu? Con này là con ở nhà đó hả? Dạ. Còn kia là nó bay bay rồi nó luôn. Mấy chú bồ câu này cái gì bồ câu này thường thường người ta làm gì ăn kìa? Người ta nói cháo đậu xanh. Cháo đậu xanh đó ha. Dạ. Rồi ngoài ra con làm ăn gì đó không? Cắt tứa đâu tới. Nướng hả? Dạ. Nướng đậu tây, đim nếp dừa. Ờ vậy đó ha. Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, hôm nay thì đoàn cũng vừa đến. Giấc này cũng 6 giờ chiều quý vị. Quá khứ rồi. Thì đây chuyến này mình đi về rất là trễ. Dạ, đây. Đang chuyển xuống nãy giờ đây. Rồi. Con lượm mấy cái kia đây để thôi. Cái con nhỏ, con nhỏ nhỏ đi, lấy con nhỏ nhỏ đi. Không, con lượm cái nhẹ nè. Lấy cái nhẹ nhẹ đi. Mấy con này nè. Rồi, các chú này sẽ trở về thế giới tự do. Ô, chào sư huynh. Ô, sư huynh đợi lâu quá sư huynh. Định đi từ ở mua Long An về luôn hả? Ờ, từ Long An về đây luôn sư huynh ơi. Đi hồi sáng tới giờ. Rồi, bà con thông cảm nha, đợi lâu quá. Dạ rồi 6 giờ chiều quá khứ luôn. Mấy con bồ câu tới 40-50 lần chứ. Dạ. Bồ câu nữa. Đây phải đoàn sách lên quá xá luôn. Rồi. Đi được mấy giờ mà giờ? Đi hồi 5-6 giờ sáng tới giờ. Dạ. Bồ câu là mua bồ câu mập không? Bồ câu này xin thông báo là bồ câu nữa, bồ câu gừng nha. Chứ không phải là bồ câu nuôi à, thả là nó bay dù dù. Dạ, bồ câu gừng. Người ta nói bồ câu này gì nè. Bồ câu này người ta nói nấu nấu cháo đậu xanh. Ờ, rồi người ta nói làm gì nhiều món lắm á. Tao nói thôi cái này tụi em phóng xanh. Ờ, guti đúng rồi. Ừ, guti. Thôi, rồi, tới quý vị ơi. Rồi, mình để cho nó chảy chảy ra hết trơn đi. Đã mua hết tất cả những loại chim cò. Dạ, đã mua vô bao hết. Rồi, đây là bồ câu ha. Bồ câu. Chuyến này bồ câu thả cho thế giới được hòa bình, cho Ukraine với Nga được đừng có quách chặt nữa. 1, 2, 3, 4. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy, kính trình trăm quan chư vị sơn thần năm non bảy núi. Kính thưa quý Phật Lão Thành, quý cô bác cùng toàn thể tất cả chư quý vị đồng đạo gần xa có mặt hiện diện kính mến. Và kính thưa sư huynh cư sĩ Thành Hậu cũng như Tuấn Dũng nhiều cầu nhân ái cùng tất cả chư quý vị kính mến. Thì hôm nay vào một cái dương lành hết sức quý báu, tức là vào ngày 25 tháng 6 niên nhâm dần, cũng là một cái cơ duyên rất là quý báu lớn lao, được các vị mạnh thường quân đã luôn luôn nhiều năm qua đồng hành cùng với sư huynh Thành Hậu và Tuấn Dũng. Thế nên hôm nay vẫn tiếp tục cái công tác đạo sự, tức là phụng sự cho chúng sinh, phát lòng đại nguyện đại bi để rồi cứu khổ ban vui cho tất cả những cái loài chim. Hôm nay được cư sĩ Thành Hậu đã đi từ xa, rất là xa, tận cái nơi Đồng Tháp, Long An vân vân, để rồi đó là tìm những cái chú chim có những cái duyên lành, để rồi là kết duyên lành thu mua. À, đại diện cho các vị mạnh thường quân đó là thu mua những cái chú chim chuyển vận chuyển trở về nơi trong vùng Thất Sơn, nơi đây là núi Ngũ Hồ Sơn, để rồi là
phóng sanh những cái chú chim này hầu để rồi kết duyên lành với Tam Bảo. Và giờ đây trong một cái buổi chiều với một cái không khí trong lành và mát mẻ này, chúng tôi thiết nghĩ với một cái tâm lành của tất cả chư đồng đạo cộng vào những cái duyên lành với các loài chim này, thì chung cái buổi làm lễ hồi hướng những cái công đức lành và cũng như làm lễ quy Tam Bảo cho những chú chim, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cầu siêu cầu nguyện quốc thế dân an dân dân để rồi tuần tự để rồi làm những cái công đức lành cho tất cả chúng sanh cùng với các vị mạnh thường quân cùng hưởng với một cái duyên lành Phật pháp. Vậy thì giờ đây chương trình làm lễ trước tiên là chúng ta làm lễ quy y cho tất cả những loài chim có mặt hôm nay. Trước tiên kính mời tất cả chư quý vị hướng về Tam Bảo Đức Phật Xá Ba Xá. Kính thỉnh đồng chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay vào ngày 25 tháng 6 niên nhân Dâm Dần, cũng là ngày toàn thể tất cả chư đồng đạo của chúng con xin thành tâm được phép làm lễ quy y Tam Bảo cho tất cả những loài chim có mặt nơi đây được kết duyên lành quy y Phật, quy pháp, quy tăng để tiến hóa tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nay tất cả chú chim và tất cả chúng con xin thành tâm nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kính hỉnh xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa qua là làm lễ quy cho tất cả những chú chim đã xong. Kế tiếp theo đây là chương trình cầu an. Kính mời đồng xá ba xá chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu an cho các bệnh nhân như sau: Dương Văn Em, Nguyễn Thị Bích Thuận 66 tuổi, ông Dương Văn Tiến 71 tuổi, bà Trần Văn Thắng 71 tuổi, bà Dương Thị Sương 53 tuổi, ông Ngô Văn Lư 55 tuổi, Nguyễn Thị Tươi 80 tuổi, Nguyễn Thị Dân Mỹ, Nguyễn Thị Dân ở Mỹ. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ cho tất cả bệnh nhân sớm giải hết quả căn nghiệp chướng, tiêu trừ tai qua nạn khỏi, thuốc thang lành mạnh, bệnh tật tiêu trừ, tịnh tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá chính giữa hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo chương trình là phần cầu siêu. Đồng xá ba xá chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Bê 66 tuổi, Nguyễn Thị Hai 83 tuổi, Võ Văn Tám 89 tuổi, cô Bùi Phương 67 tuổi, Võ Văn Đô 82 tuổi, Võ Thị Nhan 44 tuổi, Võ Thị Thao 83 tuổi,
nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ tất cả vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo chương trình là cầu nguyện cho quốc thế dân an, thái bình thịnh trị, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính mời đồng hướng về Tam Bảo Xá Ba Sát. Kính thỉnh chắp tay lên trán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, phổ độ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và toàn thể chư đồng đạo của chúng con thành tâm hồi hướng công đức phóng sanh các loài chim hôm nay, hướng về hồi hướng cho tất cả năm châu thế giới dịch bệnh được tiêu trừ, dân chúng được yên bình hạnh phúc. Xin hồi hướng công đức phóng sanh này cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và tất cả người người, mọi người, mọi nhà luôn luôn phát tâm lành, tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá chính giữa hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo là hồi hướng công đức lành cho các vị mạnh thường quân phát tâm lành phóng sanh hôm nay. Kính mời đồng xá ba sát chắp tay lên trán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay vào ngày 25 tháng 6 niên Nhâm Dần, cũng là ngày các vị mạnh thượng quân phát tâm lành phóng sanh tất cả những loài chim. Hôm nay toàn thể tất cả chư quý đồng đạo của chúng con xin được thành tâm nguyện hồi hướng công đức lành này cho các vị mạnh thượng quân luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm mang phát đạt và luôn luôn phát bồ đề tâm dõng mãnh, tinh tấn bố thí làm lành và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Và xin hồi hướng công đức phóng sanh chim hôm nay hướng về cho cửa quyền thất tổ của các vị mạnh thượng quân, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Xin hồi hướng công đức lành phóng sanh hôm nay hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức phóng sanh này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá chính giữa hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chương trình cầu nguyện cầu siêu tất cả mọi điều đã ổn định xong. Và đây tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả chú quý vị bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta sẽ thả tất cả những loài chim, chúng ta luôn mở lòng từ bi để rồi là thả những chú chim này để kết duyên lành. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây nè con. Nam mô A. Xin lỗi, mở miệng ra cho nó bay. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Dạ, mở miệng ra, ngồi xuống. Dạ. Phóng sanh là 5 triệu đồng đúng không Thành? Dạ 5 triệu. Dạ. Chút nữa mình sẽ đọc danh sách thì hôm nay thì nghe nói là chị cũng bệnh cho nên thì đem công đức phóng sanh này để hồi hướng cho chị rơi bớt đi tất cả những cái chướng nghiệp. Dạ Nam mô Đà Phật.
Mời quý vị mình quay qua phóng sanh đây chú, cho mấy chú chim cho nó. Nam mô. Bữa nay mình bên kia quay qua. Nam mô. Quay quanh kia vòng vòng bên kia luôn. Nam mô Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đi đây. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà. Mình mở miệng ra nó tự bay lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Rồi có mấy loại chuyến này là pháp. Nam mô. Bồ câu luôn nghe quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bữa nay mình mở đi con, mở miệng ra. Đừng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Em mình thả bồ câu nè anh Dũng, cầm con bồ câu anh Dũng ơi. Kệ dưới đó con kệ nó đó. Bồ câu là tượng trưng cho sự hòa bình không quý vị. Đó, đây. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, thầy cầm máy. Cầm cầm thầy. Đây là các chú bồ câu quý vị. Câu này là bồ. Rồi, đây. Ồ, đây là chú chim khách. Ô da cắn đau quá. Rồi, đây là những cái chú bồ câu. Ô da, ba. Rồi, nè, Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Rồi, Nam mô Đà Phật. Rồi nè nè. Rồi, Nam mô Đà Phật. Rồi, bài à, Nam mô Đà Phật. Kìa kìa nó kìa chim khách đen kìa. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Đây trước này đi còn siêu. Nam mô Di Đà Phật. Rồi để nó đi. Rồi. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Nó nghỉ ngơi nè, nó nghỉ lâu nè. Rồi. Alo thằng nào nghe. Lâu tối nè, còn ba còn ba. Nam mô Di Đà Phật. 6-9 giờ hai bên. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Chương trình của chúng ta xong. Quá nhiều đi xa nữa. Nó go cái gì, nó go ti gì đó nó. Go ti. Này là bồ câu gần nha quý vị. Ừ. Nó bay. Go ti. Quá vui vậy. Cái này nó mệt nó nghỉ ngơi. Quá mệt mà ngồi nằm trong đó không. 40.000 con bồ câu. Bán ta tới 60-70 lận. Bán ăn á, còn này mình bán phóng sanh thì nó bán 40. Để đi chút ăn à. Không, gãy thử vài hộp coi, chưa đâu, nó sợ lắm, dục xuống kia. Đó. Chưa đâu, nó chưa có dám ăn biết ăn đâu. Đâu cho nào ăn đâu. Nè, này con này cu. Được chưa? Rồi, anh em phóng thú mai mốt gặp Châu Phú sẽ gửi sau, hiện giờ gặp sư huynh ha. Rồi, Nam mô Đà Phật. Dạ. Thì hôm nay Thành Hậu đi ra ngoài chợ bán tất cả những loại chim, cò, sáo, bồ câu. Chứ này mua mấy bồ câu mập mập không ha. Yeah, tại ở Long An, tại vì ở đây là cái chợ này người ta mần tại chỗ quý vị. Mình đây giống như mần cá đi ra ngoài tại chợ đó, mình mua giống như mình cướp hấp trường vậy đó ha. Đem về ở đây là ta ghé đây rất là đông để người ta mua những con này, người ta về người ta mần, người ta ăn thịt. Thì hôm nay Thành Hậu thay mặt cho cô bác bà con Mạnh Thường Quân các nơi trong và ngoài nước để ra đến đó đi hồi 5 giờ và tới này giấc này là 6 giờ rưỡi rồi quý vị. Và mới tới ở tại nơi cuối này để cho tất cả mình cho nó trở về thế giới tự do và thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Rồi thì tiếp theo anh Dũng cũng đại diện cho bên Mạnh Thường Quân của anh Dũng. Dạ. Dạ rồi.
Kính thưa chị Nguyễn Thị Văn, thì chị có gửi 5 triệu để cho em phóng chim. Nhưng hôm nay thì em thấy Thành Hậu đi giải cứu các chú chim, cho nên là em xin thay mặt chị hỗ trợ với Thành Hậu là 5 triệu. Dạ. Cộng với danh sách của các mạnh thường quân Thành Hậu ha. Dạ. Đây là số rồi, tiền của chị Nguyễn Thị Văn Nguyễn ở bên Văn Mỹ. Dạ, dạ, đây rồi. Rồi thì thưa chị Văn, thì hôm nay Thành Hậu đã nhận được số tiền của anh Tuấn Dũng mà chị đã gửi để phóng sanh. Tin chắc rằng để hồi hướng phước báo công đức, nghe nói đâu hôm nay chị bệnh nữa. Dạ, dạ, cho dạ. Chị sẽ rơi bớt đi tất cả những chướng nghiệp và quan gia trái chủ cũng tiêu hết luôn. Rồi Nam Mô Đà Phật, xin cảm ơn sư huynh ha. Dạ, rồi okay. Tiếp theo thì Thành Hậu sẽ đọc lại những danh sách của những vị mạnh thường quân đã trao gửi.